Trước khi kết thúc video, tôi muốn các bạn chú ý một vài điểm sau. Đây có thể là những khẩu quyết giúp các bạn có những video đẹp hơn. Điều đầu tiên các bạn cần chú ý đó là tốc độ kết xuất video của chúng ta, tức là chuyển động trong video của chúng ta không nên quá nhanh cũng không nên quá chậm. Bởi vì quá nhanh hay quá chậm thì các bạn cũng sẽ cùng một kết quả là khán giả sẽ ngủ gục trên bàn trước khi video của các bạn được xem xong. Điều thứ hai chúng ta cần chú ý đó là video của chúng ta phải có chính có phụ và các góc quay của chúng ta mang tính chọn lọc cao, không lan man. Và trong video của chúng ta các bạn phải tạo ý đồ rõ ràng kèm theo các hiệu ứng âm thanh để tạo sự rung động trong khán giả. Tôi có thể lấy một ví dụ về ý đồ như sau. Các bạn có thể tạo một cảnh kiến trúc với sự biến đổi khí hậu từ sáng tinh sương cho tới buổi chiều tàn, hoặc sự biến đổi theo mùa của một công trình kiến trúc từ xuân hạ thu đông trong một năm. Đó là ý đồ khi chúng ta thể hiện ở video. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tạo một video đầy sức sống nào. Chúng ta cùng nhau trỏ chuột về phần tạo hình ảnh. Sau đó chúng ta chọn phần ông lão đang nhìn xa xăm. Rồi sau đó trỏ về phần kết xuất video, chọn biểu tượng record ở đây để bắt đầu tạo video. Tôi sẽ ấn vào text photo khoảng 3 lần để ấn định đây là cảnh buổi sáng. 1, 2 và 3. Ok. Cuối cùng chúng ta sẽ nhấn dấu finish ở đây để chúng ta kết thúc quá trình tạo video đầu tiên. Tôi nhấn vào đây. Vậy là chúng ta đã tạo được một video rồi. Chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng sương mù ở video này. Tôi bấm vào phần effect. Và các bạn chọn về phần weather. Chúng ta chọn fog. Tôi sẽ tạo sương mù dày đặc để tạo cảm giác đây là một buổi sáng tinh mơ. Đúng không ạ? Khá đẹp phải không nào? Sau khi tạo sương mù xong, chúng ta cùng nhau bấm qua video thứ hai để record một đoạn video thứ hai tiếp theo. Tôi bấm vào đây. Và tiếp tục chúng ta chọn phần record. Một cảnh mặt trời mọc ấn tượng thì sao nhỉ? Chúng ta cùng nhau xoay. Và nhấn phím A qua bên này. Chúng ta hãy cùng nhau kéo xuống dưới một chút. Chúng ta nhấn phím E. Và chuyển qua A bên này. Trong quá trình chúng ta nhấn thì có thể các bạn nhấn phím Space và nhấn thêm các phím điều hướng để chậm hơn. Ví dụ tôi chọn thế này. Chúng ta di chuyển lên một chút xíu để định vị. Rồi, rất tuyệt. Bây giờ tôi nhấn phím E thấp xuống. Thấp nhất có thể. Và gần lại một chút nữa nào. Tôi nhấn phím Space và nhấn phím V. Bây giờ tôi nhấn Q để định vị mặt trời. Nào, tôi sẽ cho qua bên này. Mặt trời mọc nào. Đây là một cảnh quay hết sức ấn tượng. Các bạn không được nghĩ lung tung nhé. Ok. Mặt trời mọc khá độc và lạ đây. Ở cảnh này tôi bấm vào text photo lần thứ nhất. Sau đó các bạn nhấn phím Space và nhấn phím Q di chuyển nhẹ nhàng lên trên. Tôi nhấn text photo lần thứ hai. Và chúng ta tiếp tục nhấn phím Space và nhấn phím Q lên. Lên tới vị trí mặt trời mọc ở đây. Tôi sẽ text photo tiếp một lần. Bấm tiếp lần nữa, chúng ta có 4 lần. Bây giờ tôi nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo mặt trời mọc. Vậy là chúng ta đã có hai video rồi các bạn. Chúng ta có thể kiểm tra video thứ nhất, video thứ hai. Ý đồ rất rõ ràng. Video thứ nhất thì cảnh buổi sớm. Video thứ hai mặt trời bắt đầu mọc lên một chút. Tôi có thể kiểm tra từng video một nếu muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo video thứ ba nào. Rất thú vị đây. Các bạn bấm vào số 3 ở đây. Chọn Record. Sau khi chọn Record, chúng ta có thể xoay đi một góc xoay hợp lý nhất. Tôi xoay ra ngoài này, nhấn phím S. Và nhấn phím A. Bây giờ tôi sẽ zoom lại bằng phím V. Cao lên một chút. Quay qua đây. Q. Và zoom gần lại một chút. Đặt các vị trí sao cho hợp lý nhất. Tôi chọn vị trí này. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ cùng nhau cố tình căn chỉnh sao vị trí mặt trời phản xạ ở đây. Sau đó chúng ta nhấn phím Space và nhấn phím E cho thấp xuống. Tôi cho thấp hoàn toàn. Ok. Sau khi cho thấp xuống, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình đầu tiên ở vị trí mặt trời chưa tỏa sáng ở phần ô cửa sổ này. Tôi bấm thứ nhất. Bây giờ các bạn nhấn phím Space và nhấn phím Q cho cao lên. Đến đây chúng ta bấm cái thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng nhau nhấn phím Space và bắt đầu nhấn phím Q cao hơn để khoe các đường nét khối công trình chúng ta. Sau khi tới vị trí này, chúng ta cùng nhau bấm text photo lần thứ ba. Và chúng ta cùng nhau đánh dấu check vào đây để kết thúc quá trình tạo video thứ ba. Khá đơn giản phải không các bạn? Tiếp tục chúng ta tạo video thứ tư nào các bạn. Tôi bấm vào biểu tượng này và cũng record. Để có một video thực sự chuyên nghiệp, chúng ta sẽ record từ bên này qua. Tôi nhấn phím D.
và lấy một góc đẹp. Với kép zoom gần lại. Chúng ta cùng nhau cho xa một chút. Và cao lên. Để thấy được khối mái của công trình. Cao lên chút xíu nữa. Bây giờ tôi chụp tấm đầu tiên. Sau đó các bạn nhấn phím Space và nhấn chuột phải để xoay. Sau đó kết hợp nhấn phím A và nhấn phím S, zoom xa ra một chút. Sau đó chúng ta bỏ phím S, vẫn nhấn chặt phím A. Thật tuyệt phải không nào? Tôi sẽ chuyển qua bên này. Vậy là tới đây, tôi bấm vào tấm thứ hai. Ok. Tiếp tục để công trình hiển thị tốt hơn, tôi nhấn phím S, nhấn phím Space S và cho xa ra. Chỉ cần tới đây thôi. Và tiếp tục bấm vào đây. Kết thúc video thứ tư. Để tạo một góc nhìn lạ hơn, chúng ta cùng nhau bấm vào video thứ năm. Kết xuất một video nhìn từ trên xuống. Tôi bấm vào đây và cũng record. Đang ở này, chúng ta cùng nhau nhấn chuột phải xoay lên. Và nhấn phím S. Tôi xoay. Xoay tương đối ổn áp, chúng ta bắt đầu nhấn phím V kép. Vật lại một chút. Nhấn phím Q lên trên. Và chúng ta chuyển qua bên tay phải bằng phím D. Chúng ta cùng nhau zoom gần lại một chút bằng phím V kép. Rồi ok. Bây giờ tôi chụp tấm đầu tiên. Sau đó các bạn nhấn phím Space cộng phím A chuyển qua. Trong quá trình nhấn Space và A, chúng ta nhấn phím S để zoom xa hơn. Đúng không nào? Cũng khá đơn giản. Được góc này, chúng ta bắt đầu chụp tấm thứ hai. Bây giờ các bạn nhấn phím E và xoay đối tượng để lấy một góc tổng thể. Tôi nhấn phím V kép, zoom lại gần chút và nhấn phím Q. Đặt đối tượng sao cho hợp lý nhất, tôi xoay lấy một góc đẹp. Ví dụ chúng ta chọn góc này, nhấn phím E thấp xuống, phím S xa ra chút. Tôi để vênh váo một chút cho công trình hoành tráng hơn. Ví dụ thế này. Sau khi chọn xong, tôi chụp tấm thứ ba và tiếp tục kết xuất video này. Chúng ta cùng nhau bấm play để kiểm tra video vừa tạo xong. Khá ấn tượng phải không các bạn? Tôi cố tình cắt những đoạn ngắn để mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Rất là hoành tráng. Tôi stop lại. Chúng ta cùng nhau bấm vào số 6 để kết xuất một góc nhìn tổng thể cho công trình nào. Tôi bấm vào và bấm record. Tôi chụp góc đầu tiên. Sau đó thật đơn giản, các bạn nhấn phím D, nhấn chuột phải xoay, nhấn E xuống. Vậy là chúng ta đã có góc tổng thể công trình rồi. Tôi nhấn phím Q để lên cao một chút nữa. Sau đó tôi chụp tấm hình thứ hai. Chúng ta nhấn phím S zoom xa ra một chút. Được không nào? Khá đơn giản đúng không? Tôi chọn zoom xa tương đối và chúng ta chụp tấm hình thứ ba. Kết thúc video này. Chúng ta cùng nhau tạo chuyển động cho các đối tượng này nào. Tôi đứng ở video này. Chúng ta cùng nhau bấm vào Effect. Chọn qua phần Object. Các bạn chọn phần chuyển động nâng cao. Bây giờ tôi bấm vào phần Edit. Đầu tiên, về lệnh di chuyển và kéo đối tượng tại một vị trí nào đó. Chúng ta có keyframe ở đây. Sau đó tôi sẽ kéo keyframe này qua đây và chuyển động đối tượng từ đây qua đây. Rất dễ phải không nào? Tôi tiếp tục ở keyframe này. Chúng ta cùng nhau nhấn phím D xoay qua đây và kéo đối tượng này từ đây qua đây. Điểm đầu tiên, tôi sẽ kéo keyframe này qua đây. Và kéo đối tượng này từ đây qua đây. Rất đơn giản phải các bạn, chúng ta đã có hai sự chuyển động ở đây. Tôi đánh dấu check finish.
play để xem thử. Rất khéo léo đúng không các bạn? Nhưng có vẻ như bà già này chưa chịu đi. Bây giờ thì đi rồi. Ok, thật tuyệt vời phải không nào? Tôi có thể chọn và chỉnh lại phần chuyển động ở đây. Tôi bắt đầu chọn vào. Bây giờ tôi sẽ kéo ngược cái phím lại. Và nhấn phím Q, xoay. Chọn di chuyển và di chuyển lại vị trí này. Đặt qua bên này sao cho hợp lý nhất. Ok, đánh dấu check. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tạo hai chuyển động khá là hợp lý rồi. Nếu như các bạn muốn chỉnh lại từng video thì các bạn chọn video, nhấp đúp hai lần chuột trái vào. Các cửa sổ còn lại sẽ cho chúng ta cập nhật các ảnh chúng ta đã chụp. Còn tôi đồng ý luôn. Vị trí trên này, Edit Clip là chúng ta có thể chỉnh sửa hoàn toàn hợp lý nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tạo một video cuối cùng nhé. Tôi bấm vào số 7, bấm vào Record, nhấn phím V kép, zoom lại gần, xoay. Tôi sẽ tạo một cảnh hoàng hôn ở đây. Các bạn xoay đi. Nhấn phím S. Chúng ta qua bên này. Ở đây tôi sẽ chọn cảnh hoa ở đây. Chụp lần thứ nhất. Nhấn phím Space A và E. Cho thấp xuống sao hợp lý nhất. Không thể để ông đầu trọc này nhìn thấy được. Tôi nhấn phím Q lên một chút. Và chụp cảnh thứ hai ở đây. Và chúng ta chụp cảnh thứ ba. Kết thúc. Ở video sau tôi hướng dẫn các bạn chèn các hiệu ứng vào clip để chúng ta kết xuất một video đẹp nhất và hoàn hảo nhất.